Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám thạnh trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong phần 1 và phần 2 của loạt bài về bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường, chúng tôi đã trình bày về khái niệm thế nào là bệnh tiểu đường và cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân và phân loại bệnh tiểu đường. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ tiếp tục phần 3 với nội dung các triệu chứng của bệnh tiểu đường qua phần chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về căn bệnh nguy hiểm này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. À, kính thưa quý vị, như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, thì ở các cái phần trước chúng tôi đã trình bày để quý vị hiểu bệnh đái tháo đường là gì, nguyên nhân và phân loại bệnh đái tháo đường. À, ở phần 3 trong cái loạt bài về bệnh đái tháo đường à, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày các cái triệu chứng của bệnh đái tháo đường để quý vị có thể nhận biết được căn bệnh này và có các cái biện pháp can thiệp kịp thời mời quý vị cùng theo dõi. Tôi sẽ đưa ra các cái triệu chứng của từng thể bệnh một. Thứ nhất là các cái triệu chứng của bệnh đái tháo đường type 1. Thì đối với loại cái bệnh đái tháo đường type 1 này thì nó có bốn cái triệu chứng điển hình hay còn gọi là triệu chứng bốn nhiều thứ nhất là đói nhiều thì như quý vị đã biết là cơ thể chuyển đổi thức ăn thành glucose mà tế bào của bạn sử dụng để lấy năng lượng mà các tế bào của bạn thì cần phải có insulin để mới hấp thu được glucose nếu mà cơ thể bạn không tạo ra đủ insulin hoặc là nếu các cái tế bào của bạn kháng lại insulin mà cơ thể của bạn tạo ra glucose lúc đó sẽ không vào được tế bào và bạn sẽ không có cái năng lượng để mà hoạt động cũng như là để duy trì sự sống khiến cho cơ thể bạn đói và mệt Đó là cái uh, triệu chứng đói nhiều uh, Triệu chứng thứ hai là tiểu nhiều uh, Ở một người bình thường á, thì phải đi tiểu từ 4 đến 7 lần trong 24 giờ ở Trung bình mỗi một ngày á, chúng ta có thể đào thải ra ngoài từ 1 đến 1,5 lít nước tiểu uh, Nhưng mà những cái người mà bị đái tháo đường á, thì uh, do cái đường máu cao ở trong máu có thể nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Do đó mà cái thận nó phải làm việc nhiều hơn để đào thải cái glucose ra bên ngoài nước tiểu. Nên cái lượng nước mà qua thận nó cũng nhiều hơn nên tiểu nhiều hơn bình thường, tiểu nhiều hơn nên là người bệnh rất là khát nước mà bệnh nhân khát nhiều thì lại uống nhiều những cái vấn đề đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Mà quý vị đã biết là cái lượng đường mà nó qua thận tăng cao thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực thẩm thấu ở trong dịch lọc, nó kéo thêm nước qua thận nhiều hơn nữa. Đó là một cái loại lợi tiểu gọi là lợi tiểu thẩm thấu làm cho bệnh nhân đái rất nhiều, có thể tới 5 đến 7 lít trên 24 giờ. Uhm, triệu chứng thứ ba là khát nhiều thì do tiểu nhiều cho nên là bạn có thể bị mất nước và do đó là bạn phải có cái nhu cầu là uống nhiều hơn bình thường lúc nào các bạn cũng thấy là miệng mình nó khô có cảm giác rất là khác và mất nước cho nên là da của bạn cũng có thể là khô và nó làm cho mình ngứa ngáy rất là khó chịu cái nhiều thứ tư tức là gầy suốt cân nhiều thì khi mà cơ thể không có đủ insulin để chuyển hóa glucose thành năng lượng đó thì nó sẽ tìm một cái nguồn năng lượng khác để thay thế đó chính là nó chuyển hóa protein từ mô cơ và lipid từ mô mỡ để nó chuyển hóa thành năng lượng dẫn đến việc là giảm cân đột ngột ở người bệnh người tiểu đường có thể bị sụt cân nhanh chóng không có rõ nguyên nhân dù mà chế độ ăn uống của họ vẫn đầy đủ trong vòng từ 1 đến 2 tuần họ có thể giảm từ 5 đến 10 kg mà nó giảm liên tục như vậy cái tình trạng sụt cân đột ngột thì nó thường thấy rõ ở như cái người tiểu đường tiếp 1 Um, một số người bị bệnh tiểu đường thì uh, có thể là họ không sụt cân mà thay vào đó là họ có thể tăng cân. Um, cái vấn đề này thì uh, thường được lý giải là do cái tình trạng họ đói nhiều cho nên là họ ăn nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên là cái uh, um, cái, cái đối tượng mà tăng cân thì thường là thấy ít hơn mà đa số là uh, bị sụt cân rất là nhiều thì uh, đó là uh, cái triệu chứng bốn nhiều thường xảy ra rất là rầm rộ ở những cái bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 1. Rồi qua cái đái tháo đường tiếp 2 thì các cái triệu chứng ở đái tháo đường tiếp 2 này nó thì bệnh nhân diễn biến rất là âm thầm, thậm chí là không có cái triệu chứng gì cả, không có các cái triệu chứng rầm rộ như là đái tháo đường tiếp 1. Và chúng ta có thể chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường chỉ vì khi mà cái người bệnh vô tình đi khám bệnh và xét nghiệm glucose trong máu thì mới phát hiện được thôi vì là các cái biến chứng khác như là vết thương nhiễm trùng khó liền thì nó đã xảy ra vào cái giai đoạn muộn rồi nó mới có những cái triệu chứng đó nhìn chung thì người bệnh không có cảm nhận được các cái dấu hiệu cảnh báo rõ ràng như là cái bệnh đái tháo đường tiếp 1 bệnh nhân đái tháo đường có thể phát triển rất là âm thầm và các cái dấu hiệu chẩn đoán cũng rất là mờ nhạt chính vì vậy mà cái tiểu đường tiếp 2 thì thường là khó chẩn đoán hơn và khi mà đã có các cái triệu chứng lâm sàng rồi thì đó là đã là các cái biến chứng của đái tháo đường rồi à, tới khi mà các cái giai đoạn muộn đó, mà bệnh nhân có các cái biểu hiện rầm rộ lên như là ăn nhiều uống nhiều sụp cân nhiều tiểu nhiều thì lúc đó là nó đã đi vào cái giai đoạn muộn và nó để lại rất là nhiều biến chứng à, ngoài ra người ta còn thấy là nó mệt mỏi tay chân tê bì bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 thì thường là có các cái dấu hiệu tê bì tay chân à, mất cảm giác do nó tổn thương các cái à, thần kinh ngoại biên và nó có cảm giác như là châm trích ở tay chân à, và đối với nam giới đó thì à, cái giai đoạn muộn có thể là thấy cái tình trạng suy giảm cái à, chức năng tình dục thì cái đó là những cái biến chứng của đái tháo đường tiếp 2. À, ngoài ra thì nó ảnh hưởng tới cái cái thị lực à, đối với người bệnh mà khi mà có tổn thương cái võng mạc thì nó có thể là làm giảm cái thị lực của người bệnh. À, cái việc tiểu nhiều và mất nước nhiều đó nó cũng làm cho cái cái khối cầu của mắt đó, nó bị xẹp lại, nó gây ra cái tình trạng mà khúc xạ ánh sáng qua thể kính đó, đó cũng là một cái di chứng của đái tháo đường tiếp 2. Uh, triệu chứng bệnh tiểu đường trên mắt thì uh, nếu mà nó còn uh, phục hồi được thì khi mà chúng ta điều chỉnh cái lượng đường cho trở về bình thường thì các cái triệu chứng đó sẽ mất đi. Tuy nhiên khi mà nó đã gây ra cái biến chứng uh, mà nó gây thành cái cái, cái di chứng rồi thì uh, dù mà chúng ta có kiểm soát đường huyết tốt thì nó cũng khó có thể mà là hồi phục trở lại được bình thường. À, ngoài ra thì đối với lại các cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta có thể là phát hiện những cái nhiễm trùng tái phát đi tái phát lại ở những cái vết thương nó làm cho những cái vết thương rất là lâu lành à, và khi mà cơ thể chúng ta mất cái sức đề kháng thì những cái bệnh nhân đó cũng dễ dàng bị nhiễm trùng như là lao phổi chẳng hạn hoặc là nhiễm trùng tiểu nhất là ở phụ nữ thì có thể nhiễm nấm ở đường sinh dục đó là những cái cái uh, uh, biến chứng của bệnh đái tháo đường tiếp 2 uh, Còn một cái triệu chứng của đái tháo đường thai kỳ thì uh, cái lượng đường ở trong máu khi mà mang thai đó thì uh, uh, chỉ có phát hiện được khi mà uh, chúng ta đi khám thai và bác sĩ sẽ cho làm cái glucose máu và ở cái uh, tam cá nguyệt thứ hai thứ ba thì khi mà phát hiện có cái lượng đường cao thì chúng ta mới biết được thôi ờ, chứ những cái người mà uh, nhiễm uh, xin lỗi quý vị những cái người mà bị uh, tiểu đường thai kỳ thì thường là không có các cái triệu chứng gì cả uh, những cái đối tượng mà dễ mắc cái bệnh đái tháo đường thai kỳ thì thường là nó có tiền sử gia đình uh, bị đái tháo đường rồi cái người mà mang thai đó thì có cái chỉ số thân khối cao thường là trên 30 Cái BMI người của người ta từ trên 30 và người ta thừa cân béo phì thì nó có cái nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ Và cái lứa tuổi hay gặp thì đối với những phụ nữ mà trên 25 tuổi mà mang thai thì cũng có khả năng hay bị hơn Và hay gặp ở những cái bệnh nhân mà đã có đái tháo đường thai kỳ ở những cái lần mang thai trước hoặc là trước đây đã có xanh một bé, bé mà cái cân nặng của nó trên 4 kg mốt hoặc là đã có thai chết lưu thì những cái nhóm đối tượng này cũng rất là dễ bị đái tháo đường thai kỳ thì đó là những cái triệu chứng của bệnh đái tháo đường tiếp 1 đái tháo đường tiếp 2 và các cái triệu chứng của bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ thì tôi đã trình bày tất cả những cái triệu chứng đó để quý vị nhận biết khi mà mình có các cái triệu chứng như trên thì nên tới cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và làm các cái xét nghiệm chẩn đoán xem coi là mình có bị tiểu đường hay không để điều trị kịp thời à, tránh các cái biến chứng nguy hiểm nó có thể xảy ra à, và trong phần sau thì chúng tôi sẽ trình bày về các cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường và các cái xét nghiệm cần thiết để giúp cho việc chẩn đoán và theo dõi được thuận lợi. À, mong quý vị quan tâm đón xem cái chương trình vào chủ nhật tuần sau. À, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Trong chương trình vào sáng chủ nhật tuần tới, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần 4 với chủ đề các xét nghiệm và tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường mong quý vị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi xin cảm ơn và kính chúc quý vị một ngày đầu tuần an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt